Khởi động từ cái lòng dũng cảm nên, tức là bắt đầu bứt phá ra ngoài, bắt đầu phải làm một cái điều gì đó khác. Nên thầy Công Thái là lên báo là cũng vì cái chuyện này, đúng không mọi người? Bị một thời gian rất lâu, xong rồi bị kìm hãm tức quá, xong rồi bỏ trường ra đi, đúng không thầy Thái? Đúng chưa? Có đúng không? Tức là bị ảnh hưởng bởi những cái lệ cũ mà mình thấy là nó quá vô lý đi, thì bắt đầu nó cấy cho mình một cái sự dũng cảm đứng lên và vượt ra ngoài để mình đạt được cái tầm nhìn mà mình mong muốn. Được chưa? Nên là khi Nguyễn cũng bị y chang như vậy luôn. Ngày xưa khi Nguyễn cũng bị y chang là bị kèm cặp như vậy luôn, kèm cặp như vậy luôn. Thế là mình chịu cũng không nổi, mình phải bứt phá ra ngoài. Là vì lúc mà khi Nguyễn còn ở giảng viên của trường đại học, muốn làm cái này muốn làm cái kia, lúc nào cũng bị những cái người xung quanh người ta nói mình là tại sao phải lập ra những cái chương trình mà đi du học nước ngoài như vậy, sao phải mệt, thế cứ như cũ đi, cần gì phải suy nghĩ như vậy, rồi tại sao phải tổ chức các cái mời những cái chuyên gia nước ngoài và dạy đi, trước giờ mình dạy sao cứ dạy như vậy đi có sao đâu. Rồi khi Nguyễn tổ chức cái buổi đi bộ 5.000 người để gây quỹ từ thiện cũng bị nói lên nói xuống, nên là điên máu quá đi ra ngoài chơi luôn, đúng không các bạn? Mà nó free, nó tạo cho mình cái sự xé rào, mình vượt ra. Thì đó là giai đoạn một của sự dũng cảm nha, giai đoạn một của sự dũng cảm, được không ạ? Cái đó là giai đoạn một, tức là một sự bứt phá ra ngoài. Nhưng mà người ta luôn luôn nói là dũng cảm á, là đấu với lại, là bắt đầu có lại cái sự đấu với cái thử thách, nhưng mà nó chưa ý nghĩa đầy đủ của sự dũng cảm. Nên khi Nguyễn lấy một cái câu chuyện kể cho mọi người nghe, đó chính là có ba cái người, anh ta đi xin việc trong một cái người cho một cái người chủ phỏng vấn. Thì cái người chủ mới hỏi cái người thứ nhất đó, là bây giờ tôi thách thức anh là hãy ra ngoài kia và đấm tay vào cái cửa kính, được không ạ? Thấy anh ta vừa nghe xong, cái anh ta chứng minh sự gan dạ của mình bằng cách là ra đấm tay vào cái cửa kính. Mà may là cái cửa kính đó nó làm bằng cái, tức là nó không phải kính mà nó chỉ là cái bọc ni lông thôi, nên là cũng đấm, nên là máu nó không chảy ra tay, chứ cái cửa kính thật thì coi chừng. Nên chưa các bạn điều xong, cái người thứ hai mới bước vào, người ta mới nói là đây là cái xô nước, đây là cái xô nước cống nè, tôi thách anh ra ngoài kia, thấy cô gái ngoài kia không, tạt cái nước cống này vào trong cái cô gái đó đi. Anh thứ hai này cũng cực kỳ tuân lệnh luôn, chạy ra cầm một nước cống đổ lên hết cho cái cô gái đó. May á là cái cô gái đó chỉ là cái người sáp thôi, được không các bạn, người sáp thôi. Thì cái người thứ hai cũng bị loại. Xong tới cái người thứ ba thì anh ta lại quen, tức là cái người chủ vẫn quen thách thức, mà mới thách thức là bây giờ tôi thách anh là thấy cái người đàn ông ngoài kia không? Anh ta thấy to bự không, tôi thách anh chạy ra ngoài đó và đấm vào mặt cái ông đó một cái, đấm vào mặt thằng đó một cái. Thì cái người thứ ba là mới hỏi một cái câu, đó chính là gì, tại sao tôi phải làm điều đó, đúng không ạ? Tại sao tôi phải dùng vũ lực với người đó, tôi không muốn làm cái điều này, tôi không muốn vì cái công việc của anh mà tôi đánh mất đi cái đạo lý cũng như là cái việc bảo vệ lẽ phải của tôi, được không ạ? Thì cái câu nói đó nó vừa nhất thì cái người chủ mới hài lòng mà mới nói là anh được tuyển rồi đấy, được không ạ? Thì cái câu chuyện này mới nói là lòng dũng cảm bản chất của nó, hiểu ở giai đoạn một đó, nó mang tính chất bứt phá nhưng nó cũng có tính chất phá hủy. Thì để lên cái lòng dũng cảm giai đoạn 2, tức là mạnh mẽ hơn đó, thì chúng ta cần thêm đó về cái sự đạo đức, cũng có những cái sự đạo nghĩa và cái có chúng ta có cái lý trí ở trong đó nữa, đúng không? Nên là mọi người sẽ thấy là trong lịch sử á, có những người tại cái thời điểm đó hành vi của họ được cho là không dũng cảm, nhưng lại là những cái người đạt được những cái giấc mơ rất là lớn lao. Ví dụ như Hàn Tín, đúng không? Hàn Tín trước trước khi trở thành một cái vị tướng lừng lẫy của thời của cái thời Lưu Bang á, Lưu Bang á, thì Hàn Tín là đã từng phải chui qua cái gì, chui qua háng của những cái cướp trên đường, mặc dù Hàn Tín lúc đó có thể bẻ gãy cổ hai đứa đó dư sức, nhưng mà Hàn Tín không có làm, được không, mà nhẫn nhịn để vượt qua. Thì lúc này Osho cũng có chia sẻ là lúc này cái lòng dũng cảm nó lên tới cái giai đoạn 2, tức là cái giai đoạn mà người ta gọi đó là sự khiêm nhường, được chưa? Thì người ta lấy một cái hình ảnh ví von, đó chính là cái sự dũng cảm ở giai đoạn một đó, là bạn sẽ có sự cứng cáp của cây sồi, có thể đứng lên và chịu đựng tất cả những cái chỉ trích, chịu đựng sấm sét, chịu đựng gió, chịu đựng tất cả mọi thứ. Nhưng khi các bạn bắt đầu cấy cho mình một cái lý trí, một cái đạo nghĩa, một cái tầm nhìn nó xa hơn, thì lúc này cái lòng dũng cảm của các bạn nó được tiến lên cái giai đoạn 2,
Được mà là lúc này chúng ta ngoài có sự cứng cáp của cây sồi, chúng ta còn có sự mềm mại của cây cỏ, tức là cái nào cần nhường thì nhường, không cần thiết phải chứng minh là mình gan dạ trong những tình huống không cần thiết. Lúc nào mà để tất cả những cái điều đó nó phục vụ cho một cái mục tiêu nó xa hơn, được không ạ? Nó xa hơn, được không các bạn? Nên các bạn thấy là cái cây cỏ là một bước đột phá đặc biệt trong cái thảm thực vật của trái đất của chúng ta. Nên cỏ mà nó trải dài, nó mọc từ nước này sang nước khác, được chưa các bạn? Và cỏ là một cái loại cây mà nó có sức sống rất là mãnh liệt, đúng không? Gió thổi gì kệ, được chưa? Và nó sống thấp hơn người khác, và gió là nó rạp xuống chứ đâu cần phải chống đâu. Nên là cây sồi thì có thể bứt gốc, đúng không? Bứt gốc nếu như chịu không đó, nhưng mà cây cỏ là cái khả năng sống sót nó rất cao. Nên cái sự dũng cảm lúc này mình phải hiểu ở cái câu chuyện xa hơn chút xíu nữa, đó chính là chúng ta bắt đầu có sự một cái tầm nhìn nó lớn lao, được không ạ? Ngoài cái việc là chúng ta cứ dũng cảm để chúng ta tiến tới loại bỏ những cái noise, những cái tiếng ồn, những cái tiếng phán xét, những cái lời kéo lại, nhưng đôi lúc chúng ta cũng phải khiêm nhường, đúng không? Chúng ta khiêm nhường lại để chúng ta bắt đầu chấp nhận những cái chuyện nó xảy ra với cuộc đời của mình, để rồi cứ lặng lẽ làm tiếp, như là cái câu chuyện của cái bạn thứ hai mà khi Nguyễn chia sẻ rất lặng lẽ, không bao giờ khoa trương, cứ làm ai nói gì cũng cũng dễ thương, nhìn rất là không cần phải là khí phách gì cả, nhưng đã làm cái gì là chất lượng cái đó. Thì đó là cái câu chuyện về lòng dũng cảm mà khi Nguyễn chia sẻ. Lúc đó thay vì nó sẽ thay đổi cái sự sợ hãi là chữ fear, là find evidence appearing real, có nghĩa là khi chúng ta sợ hãi một thứ gì đó, chúng ta sẽ bắt đầu tìm tìm những cái cớ, những cái bằng chứng để chứng minh cái sợ hãi của chúng ta có thật, được không các bạn? Nên là từ cái chỗ fear đó, các bạn phải dịch chuyển nó sang một cái chữ khác, là đừng có find evidence appearing real, là sợ hãi là đi tìm những cái bằng chứng và chứng minh cho mình là sự thật. Nên là cái người nào mà sợ ma mắc cười lắm, là cứ nhìn vô cái cửa cũng thấy có ma, nhìn vô bóng tối cũng thấy có ma, nên là sợ đâu có dám đi, nên tối đi rủ rủ đi, tao đi vệ sinh đi với tao thì tao sợ ma lắm, được không? Là vì bạn ấy sẽ tưởng tượng tất cả mọi thứ để làm cho cái sự sợ hãi của bạn nó có thật. Thì bắt đầu chuyển sang dũng cảm của giai đoạn một, đó là không còn find evidence appearing real, mà lúc này là find everything and run, được không các bạn? Tức là bước một bứt phá là gì, là đánh chống chọi với tất cả mọi thứ để bắt đầu vượt rào, là fight everything and run, nghe chưa? Đập hết chạy, nghe chưa các bạn? Ok, sau đó một mình bứt phá ra ngoài rồi thì bắt đầu luyện tập để cho mình có cái giai đoạn hai của sự dũng cảm. Thì lúc này cái chữ brave nó xuất hiện, nghe chưa? Cái dũng cảm nó xuất hiện. Và cái chữ brave này á, nó là ý nghĩa của chữ be ready to achieve vision every day. Viết tắt của chữ pray. Chữ pray được viết bởi chữ B, chữ R, chữ A, chữ V và chữ E, là chữ pray dũng cảm. Thì nó có nghĩa là be ready to achieve vision every day, có nghĩa là hãy luôn sẵn sàng để đạt cái mục tiêu của mình, xin lỗi, đạt cái tầm nhìn của mình mỗi ngày, được không ạ? Be ready to achieve vision every day, được chưa? Thì khi chúng ta bắt đầu ở giai đoạn này, chúng ta có một tầm nhìn lớn phía trước, một tầm nhìn lớn phía trước, và cái tầm nhìn đó nó sẽ cho các bạn cái lòng dũng cảm, không cần thiết là phải phá hủy, không cần thiết là phải mạnh mẽ. Lúc nào cần mạnh mẽ như cây sồi thì cần mạnh mẽ như cây sồi, lúc nào cần mềm dẻo như cây cỏ thì mềm dẻo như cây cỏ, làm sao cũng được, miễn đạt được cái tầm nhìn của mình phía trước là được, được không ạ? Nó được không ạ? Ok rồi, ok, được không mọi người nha? Nên cái chữ pray, be ready to achieve vision every day, thì đó là ý nghĩa của chữ pray. Và khi Nguyễn lấy cái chữ này để khi Nguyễn chia sẻ cho mọi người cái ngày hôm nay ha. Nên nếu như các bạn có té thì hãy té như cái cậu Yuzuru trong cái video clip đó, té và đứng dậy và làm tiếp. Trong tiếng Anh nó người ta gọi đó là fall forward, té nhưng té lên phía trước, chứ không có té về phía sau, mà là té nhưng mà té lên phía trước, té lên phía trước, tiến lên phía trước, người ta gọi là fall forward, được chưa? Fall forward. Nên là
trong cái quá trình làm diễn giả hay quá trình làm trainer, quá trình làm leader, xây 100 trường như Kim Nguyễn, như thầy Công Thái, hay tất cả những cái diễn giả trong cái phòng này, chắc chắn các bạn sẽ gặp những cái lần mà bị những cái lời chỉ trích hay là bị nó tát vào trong mặt tường các bạn. Người ta không hiểu bạn, it's okay. Đúng không? Tại vì một cái vị diễn giả mà cố gắng làm hài lòng hết tất cả mọi người là một vị diễn giả rất mờ nhạt. Mọi người nhớ cái câu này. Trong marketing, cố gắng làm hài lòng hết tất cả mọi người là rất là mờ nhạt. Khi Nguyễn sẽ chọn mình trở thành một cái người trainer, một cái người diễn giả theo phong cách của mình. Và khi Nguyễn cũng sẽ phân loại luôn. Người nào tin mình, đi theo mình, những gì mình làm, ok, hành động không trì hoãn, chính trực, cam kết hành động không trì hoãn theo Kim Nguyễn, còn không có chỉ trích, mời bạn ra chỗ khác, phân biệt giữa hai loại người luôn, để có fan và anti-fan. Thì như vậy mình mới sắc nét, chứ mình không thể nào mình chơi theo cái trò là làm hài lòng hết tất cả mọi người được, đúng không các bạn? Nên là tôi không biết có cái công thức nào để thành công, nhưng mà tôi biết có một cái công thức thất bại, đó chính là làm hài lòng hết tất cả mọi người. Vì khi bạn cố gắng làm hài lòng hết tất cả mọi người đánh mất cái bản sắc của mình, mọi người đánh mất cái tầm nhìn của mình, mọi người đánh mất cái đam mê của mình, các bạn hiểu chưa? Và tôi không đại diện cho điều đó. Right. Nên là Ray, be ready to achieve vision every day. Và Kim Nguyễn luôn luôn chúc cái điều đó cho Kim Nguyễn. Và Kim Nguyễn cũng sẽ chúc cái điều đó cho mọi người. Sống sắc nét vào. Be brave. Được không các bạn? Và dũng cảm là cái hành trình nó tiến tới một cái vùng vô định. Đôi lúc chúng ta không biết là nó sẽ dẫn mình đi tới đâu nhá. Không biết cái hành vi hay cái hành động nó dẫn đi tới đâu. Nó vô định lắm. Nó giống như khi Nguyễn lúc khi Nguyễn chọn đi du học là mình biết là đó là cái tầm nhìn của mình thôi, nhưng mình không biết là cái hành trình này nó dẫn mình đi đi đâu. Nhưng mà chúng ta cần có cái lòng dũng cảm để chúng ta take a leap of faith. Mọi người có biết cái câu tiếng Anh nó có một cái câu là take a leap of faith, tức là hãy nhảy đi vì niềm tin của mình. Được không các bạn? Vì niềm tin của mình tin rằng điều đó sẽ phục vụ cho mình, thì lúc này mới là cái tâm linh không còn mê tín nữa, mà là tâm linh thật sự, take a leap of faith. Nên cái chữ faith nó dịch ra là niềm tin, được không ạ? Một niềm tin rằng mình đang làm cái điều này là tốt cho người khác, mình đang làm cái điều này là phục vụ cho mục tiêu của mình làm cái điều này để mình đạt được cái đam mê của mình. Nên take a leap of faith. Để mà để làm cái điều đó, đừng sợ hãi, hãy thay thế sự sợ hãi bằng một lòng dũng cảm. Được không? Nên là trong Kinh Thánh có một câu Kinh Thánh rất hay, hãy đi sẽ câu nói của Matthew, hãy đi sẽ đến, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Đúng không các bạn? Nên là phải đi thì mới đến, hãy gõ cửa thì cửa mới mở cho, là một câu Kinh Thánh Kinh Thánh rất thích trong cái cuốn Matthew á. Được không các bạn? Nên là nhiều lúc các bạn sẽ thấy điều đó nó cần thiết cho mình. Được không các bạn? Hãy tin tưởng điều đó. Take a leap of faith. Được không các bạn? Làm những cái điều này. Nên là khởi nghiệp, tinh thần khởi nghiệp cũng y chang như vậy. Làm bất cứ điều gì, học bất cứ điều gì cũng y chang như vậy luôn. Nhiều lúc các bạn sẽ không biết là liệu học cái điều đó nó giúp ích gì được cho mình ngày hôm nay hay không, A, B, C, D, Z. Nhưng các bạn nên nhớ rằng là tất cả những cái điều đó chỉ cần nó có một hơi hướng, nó phục vụ cho tầm nhìn của mình, take it. Và bạn cần một cái sự dũng cảm vượt ra khỏi cái rào cản của chính mình. Alright. Được không các bạn? Nên khi Nguyễn hy vọng là khi Nguyễn sẽ có cái cơ hội gặp được các bạn trong những cái chương trình trong tương lai, và khi Nguyễn tin là những bạn ở đây sẽ take a leap of faith, được không các bạn, và có cái lòng dũng cảm của mình, được không? Còn khi Nguyễn với thầy Thái là bây giờ phát triển lên một cái lòng dũng cảm, rất dũng cảm để sờ bờ, được không các bạn nha? Ok rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hôm nay khi Nguyễn chia sẻ đơn giản như vậy thôi về cái lòng dũng cảm, và khi Nguyễn cũng sẽ biết là đây là những cái gì mà nó thuộc về cá nhân khi Nguyễn thôi, nên là nó cần nhiều hơn những cái lô để mọi người làm rõ cái sự dũng cảm, được không mọi người? Ok ha, cảm ơn mọi người rất nhiều, lớp du bạc bạc, được không ạ? À, cảm ơn thầy Khiêm rất là nhiều với cái chủ đề vô cùng tuyệt vời hôm nay. À, thực ra giai đoạn này chúng ta dám chấp nhận làm cái điều mới, làm cái điều tốt là các bạn đã dũng cảm lắm rồi đấy, đúng không? Chấp nhận làm những điều ngay thẳng chính trực để mình đi trên một con đường ngay thẳng chính trực là bạn siêu dũng cảm rồi đấy. Bao nhiêu bạn tin rằng là những anh chị em 1.900 anh em, 1.800 anh em đang ngồi trong phòng Zoom này là rất dũng cảm, hãy comment tôi ạ. Bao nhiêu bạn thấy rằng là mình rất dũng cảm, mình dám thức dậy sớm, mình dám hành động và mình dám đi theo một con đường tuyệt vời là mình rất là dũng cảm, comment tôi ạ.
Rất là nhiều chứ tôi rồi, được, để cảm ơn chị em rất là nhiều. Và trên cái bài chia sẻ của thầy Khiêm thì SE của mình và đại diện là thầy Thái làm nên một cái điều khác biệt. Liều mạng xâm mình. Thầy Thái rất là xâm mình đi làm cái điều khác biệt. Thì bao nhiêu anh chị em thấy rằng giai đoạn này của mình đi đến giai đoạn mấy rồi? Giai đoạn mấy? Giai đoạn mấy? SE của mình đang đi làm giai đoạn mấy? Mình đang làm nên những điều khác biệt. Và khi như thầy Khiêm nói, khi mà mình làm lên những điều khác biệt á, châu buộc ghét châu ăn và mình bị ném đá. Nếu như nói mà trong cộng đồng SE là ông nào bị ném đá nhiều nhất ạ? Ông nào? Ai là người bị ném đá nhiều nhất? Ông Thái. Ôi khỉ ơi, ông Thái bị ném đá nhiều nhất, lên mạng sợ còn ghi là ông Thái lừa đảo chứ có gì đâu lừa ta. Còn có kêu là có người có bài báo có Facebook đăng đăng làm gì đó. SE của mình là đa cấp trá hình đấy. Hôm qua có một bài đăng như vậy và tôi được cộng sự gửi lên cho tôi, và tôi đã gửi đến cho Cục An ninh mạng và gửi đến cho luật sư, và luật sư đang thiết lập vi bằng. À, hôm qua luật sư đã truy xuất cái Facebook đó và đang làm vi bằng minh chứng, và tôi sẽ tiếp tục để cho luật sư xử lý cái việc này. Và cái Facebook đó mang tên là gì đó đây. Facebook đó mang tên là cái gì, cờ rông nô gì đó, cái gì là cộng đồng cờ rông nô tôi chẳng nhớ tên nữa, nhưng mà tôi đã gửi cho an ninh mạng và gửi cho luật sư để thiết lập cái vi bằng. Tại vì thực sự SE của mình làm việc với một cái tâm cực kỳ sáng, mình làm rất chính trực, rất ngay thẳng chính trực. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là mỗi buổi sáng mình được học tập với một cái đội ngũ chuyên gia như thế này. Cái giai đoạn này mình cần cái gì nhất các bạn? Giai đoạn này cả dân tộc và cả thế giới rất cần cái sự bình an. Mà muốn cái sự bình an á, là cái ý thức nó vô cùng quan trọng. Đúng không ạ? Cái tinh thần và cái ý thức nó vô cùng quan trọng, giống như tôi hay nói, chí minh. Chí minh thì tâm an. Tâm an thì thân khỏe. Tôi đang chọn cái con đường như thế để đồng hành cùng với bà con, đồng hành cùng với nhau, để chúng ta có được cái trí minh, tâm an, thân khỏe, để cùng với nhau vịn vai nhau mà đứng dậy trong cái tâm bão như thế này, trong cuộc đại khổ, nói tôi gọi là đại nạn của thế giới đó. Đó thì bao nhiêu anh chị em thấy rằng cái điều này là đúng đắn, comment này. Bao nhiêu anh chị em thấy là cái điều mà chúng ta đang làm rất đúng đắn, rất đúng đắn, rất đúng đắn. Buổi sáng chúng ta trao đi vô điều kiện như thế này, những chuyên gia như thầy Khiêm, như thầy Tuấn, như cô Mai, tất cả anh em chúng tôi đang ngày đêm cống hiến vì cái trí sáng cho cộng đồng, đúng không? Và chương trình buổi tối, chương trình đào tạo quy trình khởi nghiệp của chúng ta là cái chương trình đó, tôi nói thật 30 triệu, 50 triệu cũng không mua được. Cái chương trình của chuyên gia quốc tế như vậy nó cao cấp lắm luôn, đúng không các bạn? Nó cao cấp lắm luôn, nó rất giá trị, giúp cho người ta bứt phá, giúp người ta đổi đời bứt phá luôn, tìm được một con đường sáng để chúng ta phát triển tiếp. Và đào tạo khởi nghiệp, đào tạo quy trình khởi nghiệp, đào tạo kiến thức kỹ năng để trở thành công dân toàn cầu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho sự đổi mới. Thế mà có đứa nó phán xét các bạn. Và cái chuyện là chuyện bình thường, và thầy nhờ đội, nhờ tất cả các bạn nha, thầy nhờ Toàn gửi lên cái bài Facebook ngày hôm qua, thì các bạn hãy vào cái Facebook đấy, các bạn bấm vào cái Facebook gửi cho thầy cái Facebook ngày hôm qua và nó ném đá mình á, các bạn vào đấy xong các bạn đăng bình luận cái quan điểm của mình vô cái bài Facebook đấy, để hôm nay luật sư sẽ lấy các thông tin của những cái bài đăng của các bạn. Nếu như các bạn là người dũng cảm chính trực thì hãy đối diện thẳng sự thật. Tôi luôn luôn đối diện thẳng sự thật. Và sau Covid tôi sẽ ra Hà Nội có một cuộc hẹn gặp với bác Đam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Tôi sẽ ra, tôi sẽ trình bày, tại vì cái dự án của mình đã lên tới trên rồi, đã lên tới trên rồi thì các bác rất là quan tâm. Tại vì coi cái slide của tôi thấy, đặc biệt là Bộ Khoa Công nghệ, cái công thức của mình đó, khi mà tôi làm cái hồ sơ pháp lý để mà cái trang web của mình được hợp thức hóa, được cái dấu tích ở trong đó của Bộ Khoa Công nghệ, mấy anh hỏi tôi kỹ lắm về công thức, tôi không có đa cấp, nhưng mà đa cấp cũng chẳng có gì sai,
đúng không? Tôi chỉ làm cái việc chuẩn bị các nguồn lực vô hình cho anh em thôi, nguồn lực luật vũ trụ, nguồn lực trí tuệ, nguồn lực công nghệ và nguồn lực con người, chuẩn bị bốn nguồn lực đó cho anh chị em thành công thôi. Đó, chứ không có gì mà chúng tôi mù mờ. Và đặc biệt chúng tôi không có làm gì để huy động vốn, không làm gì giữ một đồng cắt nào của ai hết. Và tất cả cái giá trị của chúng ta trên trang của mình vận hành nó siêu giá trị, chứ không phải là giá trị nữa, nó đồng hành cùng với mọi người để phát triển. Tại vì muốn phát triển kinh tế thì phải phát triển con người trước, phát triển con người để phát triển trí tuệ rồi mới phát triển kinh tế, rồi song song phát triển văn hóa các bạn. Chúng ta không có làm bậy được, cho nên là bảo vệ uy tín, bảo vệ cái con đường ngay thẳng chính trực của SE. Tất cả những thông tin gì, tại vì tôi gửi hồ sơ lên Cục An ninh mạng rồi, tôi gửi hồ sơ của mình lên An ninh mạng để bất kể cái điều gì thì An ninh mạng sẽ vào cuộc với chúng ta, đúng không ạ? Tại vì chúng ta làm mọi thứ hợp pháp và của mình, cái logo và cái mô hình của mình đã đăng quyền sở hữu trí tuệ các bạn. Tại vì đây là trí tuệ của tôi, đã có vi mà quyền sở hữu trí tuệ rồi, Bộ Khoa Công nghệ rồi, và bây giờ hồ sơ của mình đang ở Bộ Giáo dục. Bộ Giáo dục đang xét để cấp cho mình. Tôi xin dạy về kỹ năng sống, giá trị sống và dạy về hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh và sinh viên toàn quốc. Đó là SE đúng cái chức năng của mình, công ty ứng dụng khoa học giáo dục khởi nghiệp, để dạy về hướng nghiệp và khởi nghiệp. Và nguyên cái đội ngũ chuyên gia của tôi đang thiết kế cái hệ thống chương trình để dạy hướng nghiệp cho học sinh, dạy khởi nghiệp cho sinh viên và dạy về khởi nghiệp cho xã hội, đúng không ạ? Vậy thì các bạn hãy vô cái Facebook đấy, tất cả các bạn bảo vệ, tại vì SE là sự nghiệp của chúng ta, của tất cả chúng ta, một cái mô hình của xã hội. Cho nên là tôi thực sự rất là cùng với anh chị em, tôi dũng cảm, tôi luôn luôn nhìn thẳng vào sự thật. Tôi luôn luôn nhìn vào sự thật và luôn luôn nhìn vào sự ngay thẳng chính trực. Có một câu nói rất là hay các bạn: nếu bạn đã mơ, đã có một cái ước mơ lớn, một cái tầm nhìn lớn, bạn đừng có ôm giấc mơ của bạn mà chết. Còn nếu như bạn dám hành động để bạn thực hiện, bạn chinh phục cái ước mơ của mình, và bạn chết và bạn hy sinh trên cái con đường đó, bạn cũng xứng đáng. Bởi vì bạn hy sinh vì giấc mơ của bạn, bạn hy sinh về cuộc đời của bạn, và hy sinh vì cái lý tưởng của bạn. Chết cũng làm. Bác Hồ là một tấm gương cực sáng. Bác đã vượt ra khỏi cái vùng an toàn, lên đường tìm đường cứu nước, và nhiều lần bác đã bị tù, và nhiều lần bác đã bị bắt, và nhiều lần bác đã làm những điều mà thực sự đọc về lịch sử của bác Hồ thật sự là ngưỡng mộ các bạn. Bác là vĩ nhân, vị cha già của dân tộc chúng ta. Cái thời điểm bác làm, bác xây dựng một cuộc cách mạng, bác đi tìm con đường cách mạng để bác cứu, để đồng bào của chúng ta được tự do các bạn. Và bác trả giá rất nhiều trên cái hành trình đi tìm đường cứu nước ấy. Nhưng mà ngay cái thời điểm mà bác đứng lên thì cái người mà làm cách mạng Việt Minh và Cộng sản thời đó, Việt Minh á, lúc đó là bị cái đô hộ thời điểm đó, thực dân thời điểm đó tìm là bắn chết ngay. Nhưng bác vẫn ra đi, vẫn tìm đường để can đảm, để giải phóng dân tộc, đúng không ạ? Đó là tấm gương. Cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta hãy can đảm đối diện với sự thật, là sự thật nó quá nhiều vấn đề khó khăn đang diễn ra. Khó khăn về câu chuyện giáo dục, cái vấn đề lớn. Khó khăn về câu chuyện phát triển kinh tế, vấn đề lớn. Khó khăn về cái việc an sinh xã hội, khó khăn lớn, đúng không? Cho nên là chúng ta có can đảm để nhìn thẳng vào sự thật, để chuẩn bị nguồn lực để vượt qua những khó khăn này không? Hay chúng ta tiêu cực, chúng ta quay về bên trong và chúng ta vẫn sống với bốn bức tường của ngục tù, gọi là rào cản và nỗi sợ của bản thân. Có dám leo ra khỏi bức tường nữa không? Có dám bước đi không? Người ta nói rất là hay, bạn có hai chân, có hai chân, bạn có bước, nếu bạn không bước đi thì khác nào đôi chân của bạn đã bị gãy, đúng không? Còn khi bạn bước, bạn ngã rồi, thậm chí bạn què, bạn lết, thì đôi chân của bạn vẫn bước đi, đúng không ạ? Đó, cho nên chúng ta là những người can đảm,
dám thức dậy sớm, dám học tập, dám đổi mới, dám thay đổi. Einstein cũng nói rất hay là nếu bạn muốn có kết quả mới mà vẫn hành động như cũ, đó là đồ điên. Muốn có một kết quả mới thì cần phải làm mới, đổi mới, sáng tạo cho một cái tương lai tốt đẹp. Đúng không ạ? Cảm ơn thầy Khiêm rất nhiều với chủ đề cực kỳ tuyệt vời ngày hôm nay, để mà anh em chúng ta có những bài học thực sự quý giá. Bài học thực sự quý giá. Biết ơn thầy Khiêm rất là nhiều. Và tôi xin mời một cái chia sẻ nhỏ nhỏ của cô Bình nhé. Cô Bình đang can đảm nè. Xin mời cô Bình.